Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 25 tháng 7, 2023, chúng tôi xin gửi tới các bạn định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107. 1. Định khoản kế toán hành chính sự nghiệp được hiểu như thế nào? Định khoản kế toán được hiểu là việc xác định, ghi số tiền trong nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh và bên nợ, bên có trong tài khoản kế toán có liên quan. Chương trình được sản xuất và cung cấp bởi sàn Kế Toán, ứng dụng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về kế toán. Để theo dõi các tình huống tiếp theo, nhanh tay tải app sàn Kế Toán tại CH Play hoặc Apple Store để trở thành thính giả đầu tiên. Kế toán hành chính sự nghiệp được hiểu là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp như bệnh viện, ủy ban, trường học. Đây được cho là công cụ quản lý, điều chỉnh hoạt động tài chính, kinh tế tại các đơn vị hành chính. Như vậy, định khoản kế toán hành chính sự nghiệp được hiểu là việc các kế toán hành chính sự nghiệp trong các đơn vị hành chính sự nghiệp như bệnh viện, ủy ban, trường học thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến kế toán, được ghi vào bên có, bên nợ của các tài khoản kế toán. Ví dụ, khách hàng thực hiện việc thanh toán tiền mặt 10 triệu đồng thì tiến hành định khoản kế toán như sau. Nợ tài khoản 111 tiền mặt có tài khoản 131 phải thu của khách hàng 10 triệu đồng. Căn cứ theo số lượng tài khoản trong một định khoản, chúng ta có thể chia định khoản kế toán làm hai loại sau đây. 1. Định khoản phức tạp được hiểu là loại định khoản nêu lên quan hệ đối ứng từ 3 tài khoản kế toán trở lên. Ví dụ, công ty trách nhiệm hữu hạn A đã mua hàng hóa nhập kho hết 20 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 10% đã thanh toán bằng tiền mặt, doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Định khoản kế toán phức tạp như sau. Nợ tài khoản 131 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2 triệu đồng. Nợ tài khoản 156 hàng hóa là 20 triệu đồng. Có tài khoản 111 tiền mặt 22 triệu đồng. 2. Định khoản giản đơn được hiểu là loại định khoản nêu lên quan hệ đối ứng của hai tài khoản kế toán, trong đó có một tài khoản ghi nợ và một tài khoản ghi có. Ví dụ, khách mua hàng hóa thanh toán bằng tiền mặt 10 triệu đồng. Định khoản giản đơn, nợ tài khoản 156 hàng hóa 10 triệu, có tài khoản 111 tiền mặt 10 triệu đồng. Hiện nay, theo quy định thì khi định khoản kế toán, các kế toán viên cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Phải xác định tài khoản ghi nợ trước, tài khoản ghi có sau. Một định khoản phức tạp có thể tạo thành các định khoản giản đơn. Tuy nhiên, các kế toán viên cần lưu ý không được gộp các định khoản giản đơn thành một định khoản phức tạp. Xác định được tổng số tiền ghi vào bên nợ các tài khoản phải bằng số tiền ghi vào bên có các tài khoản trong cùng một định khoản. 2. Định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107. 2.1. Trường hợp khi rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về quỹ tiền mặt của đơn vị. Khi rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về quỹ tiền mặt của đơn vị cần ghi nợ tài khoản 111 tiền mặt, có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, kho bạc. 2.2. Trường hợp rút tạm ứng dự toán cho hoạt động về quỹ tiền mặt của đơn vị nhằm mục tiêu chi tiêu. Trường hợp rút tạm ứng dự toán chi hoạt động về quỹ tiền mặt của đơn vị để chi tiêu ta có: thứ nhất, khi rút tạm ứng dự toán chi hoạt động cần ghi nợ tài khoản 111 tiền mặt, có tài khoản 337 tạm thu 3371, đồng thời phải ghi có tài khoản 008 dự toán chi hoạt động 008211 008221. Thứ hai, xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho người lao động trong đơn vị ghi có tài khoản 111 tiền mặt, định khoản kế toán hành chính sự nghiệp, nợ tài khoản 141 tạm ứng. Khi người lao động thanh toán tạm ứng cần ghi có tài khoản 141 tạm ứng, nợ tài khoản 611, chi phí hoạt động, đồng thời cần phải ghi có tài khoản 511, thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, nợ tài khoản 337 tạm thu 3371. Thứ ba, đối với các khoản chi trực tiếp từ quỹ tiền mặt thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà trước đó đơn vị đã tạm ứng cần phải ghi nợ tài khoản 611 chi phí hoạt động, có tài khoản 111 tiền mặt, đồng thời ghi nợ tài khoản 337 tạm thu 3371, có tài khoản 511 thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp. Thứ tư, thanh toán các khoản phải trả bằng tiền mặt cần ghi có tài khoản 111 tiền mặt, nợ các tài khoản 331, 332, 334, đồng thời cần phải ghi có tài khoản 511 thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, nợ tài khoản 337 tạm thu 3371. Thứ năm, Đối với các khoản ứng trước cho nhà cung cấp, cần căn cứ các chứng từ có liên quan vào hợp đồng xuất quỹ tiền mặt ứng trước cho nhà cung cấp cần ghi có tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 331 phải trả cho người bán. Khi tiến hành việc thanh lý hợp đồng với nhà cung cấp, cần ghi có tài khoản 331 phải trả cho người bán, nợ 611 chi phí hoạt động. Đồng thời, kế toán cần phải ghi có tài khoản 511 thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, định khoản kế toán hành chính sự nghiệp, nợ tài khoản 337 tạm thu 3371. Thứ 6, khi làm thủ tục thanh toán tạm ứng với ngân sách nhà nước cần ghi có tài khoản 008 dự toán chi hoạt động, 008211, 008221 ghi âm. Đồng thời, kế toán cần phải ghi có tài khoản 008 dự toán chi hoạt động 008212, 008222 ghi dương. 2.3 Trường hợp thu phí lệ phí. Đối với trường hợp khi thu phí lệ phí, kế toán cần ghi có tài khoản 337 tạm thu 3373 hoặc có tài khoản 138 phải thu khác 1383, nợ tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng. 2.4 Trường hợp khi thu được các khoản phải thu của khách hàng. Khi thu được các khoản phải thu của khách hàng, kế toán cần ghi có tài khoản 131 phải thu khách hàng, nợ tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng. 2.5 Trường hợp khi thu các khoản đã tạm ứng cho người lao động trong đơn vị, kế toán cần ghi có tài khoản 141 tạm ứng, nợ tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng. 2.6 Trường hợp nhận vốn góp kinh doanh của các tổ chức cá nhân trong và ngoài đơn vị, kế toán cần ghi có tài khoản 411 nguồn vốn kinh doanh, định khoản kế toán hành chính sự nghiệp, nợ tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng. 2.7 Trường hợp khi thu hồi các khoản nợ phải thu nội bộ. Trong trường hợp khi thu hồi các khoản nợ phải thu nội bộ, ghi có tài khoản 136 phải thu nội bộ, định khoản kế toán hành chính sự nghiệp, nợ tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng. 2.8 Trường hợp số thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê chưa xác định được nguyên nhân chưa xử lý, kế toán ghi có tài khoản 338 phải trả khác 3388, nợ tài khoản 111 tiền mặt. 2.9 Trường hợp khi thu được lãi đầu tư trái phiếu, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản đầu tư tài chính khác, kế toán hạch toán nợ tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, có tài khoản 138 phải thu khác 1381, 1382 hoặc có tài khoản 515 doanh thu tài chính. 2.10 Trường hợp khi thu tiền bán sản phẩm hàng hóa cung cấp dịch vụ. Đối với dịch vụ sản phẩm hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu và các loại thuế gián thu khác, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế. Các khoản thuế này phải được tách riêng theo từng loại. Ngay khi ghi nhận doanh thu, kế toán cần ghi có tài khoản 531 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, có tài khoản 333 các khoản phải nộp nhà nước, định khoản kế toán hành chính sự nghiệp, nợ tài khoản 111 tiền mặt là tổng giá thanh toán, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng. Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế gián thu phải nộp. Các kế toán vào định kỳ phải xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi có tài khoản 333 các khoản phải nộp nhà nước, nợ tài khoản 531 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. 2.11 Trường hợp khi đơn vị vay tiền, kế toán cần ghi có tài khoản 338 phải trả khác 3382, nợ tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng. 2.12 Trường hợp khách hàng đặt tiền trước cho các dịch vụ hàng hóa, bệnh nhân đặt tiền trước khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện. Trường hợp này kế toán cần ghi có tài khoản 131 phải thu khách hàng, nợ tài khoản 111, 112. 2.13 Trường hợp nhận đặt cọc ký quỹ ký cược, kế toán ghi có tài khoản 348 nhận đặt cọc ký quỹ ký cược, nợ tài khoản 111, 112. 2.14 Trường hợp nhận lại tiền đơn vị đã đi đặt cọc ký quỹ ký cược cho đơn vị khác, kế toán ghi có tài khoản 248 đặt cọc ký quỹ ký cược, nợ tài khoản 111, 112. 2.15. Trường hợp khi phát sinh các khoản thu hộ đơn vị, cá nhân khác như thu hộ tiền đề tài cho các đơn vị thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài. Kế toán ghi có tài khoản 338 phải trả khác 3381, nợ tài khoản 111112. 2.16. Trường hợp kế toán hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. Trường hợp khi thu tiền nhượng bán thanh lý tài sản cố định, kể cả thu tiền bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động nhượng bán thanh lý tài sản cố định, trường hợp theo cơ chế tài chính phần chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động nhượng bán thanh lý tài sản cố định để lại đơn vị, khi thu kế toán ghi có tài khoản 333 các khoản phải nộp nhà nước, 3331 nếu có, nợ tài khoản 111 tiền mặt tổng giá thanh toán, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, có tài khoản 711 thu nhập khác, 7111 số thu chưa có thuế giá trị gia tăng. Khi thu tiền nhượng bán thanh lý tài sản cố định, kể cả thu tiền bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý nhượng bán tài sản cố định, trường hợp theo cơ chế tài chính phần chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thanh lý nhượng bán tài sản cố định, đơn vị phải nộp lại cho ngân sách nhà nước. Chênh lệch thu lớn hơn chi phải nộp ngân sách nhà nước ghi có tài khoản 333 các khoản phải nộp nhà nước, nợ tài khoản 337 tạm thu, 3378. Phản ánh số thu thanh lý nhượng bán tài sản cố định ghi có tài khoản 337 tạm thu, 3378, nợ tài khoản 111112. Phản ánh số chi thanh lý nhượng bán tài sản cố định ghi có tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 337 tạm thu, 3378. Khi nộp ghi có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, nợ tài khoản 333 các khoản phải nộp nhà nước, có tài khoản 111 tiền mặt. 2.17. Trường hợp thu tiền bán hồ sơ mời thầu các công trình xây dựng cơ bản bằng tiền ngân sách nhà nước. Kế toán ghi phản ánh số chi cho lễ mở thầu ghi có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, nợ tài khoản 337 tạm thu, 3378, có tài khoản 111 tiền mặt. Chênh lệch thu lớn hơn chi phải nộp ngân sách nhà nước ghi có tài khoản 333 các khoản phải nộp nhà nước, nợ tài khoản 337 tạm thu, 3378. Khi nộp ghi có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, nợ tài khoản 333 các khoản phải nộp nhà nước, có tài khoản 111 tiền mặt. Phản ánh số thu bán hồ sơ mời thầu các công trình xây dựng cơ bản ghi có tài khoản 337 tạm thu, 3378, nợ tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng. 2.18. Trường hợp kế toán hoạt động đấu thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị. Kế toán ghi khi phát sinh các khoản thu từ hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản cố định nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị như thu để bù đắp chi phí giải quyết xử lý kiến nghị của nhà thầu, thu bán hồ sơ thầu và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đấu thầu, kế toán ghi có tài khoản 337 tạm thu, 3378, nợ tài khoản 111, 112. Khi phát sinh các khoản chi phí cho quá trình giải quyết các kiến nghị của nhà thầu đấu thầu, kế toán cần ghi có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, nợ tài khoản 337 tạm thu, 3378, có tài khoản 111 tiền mặt. Xử lý chênh lệch chi thu trong trường hợp thu lớn hơn chi theo quy định của cơ chế quản lý tài chính, phần chênh lệch đó được bổ sung vào nguồn thu hoạt động khác của đơn vị. Kế toán ghi có tài khoản 511 thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, 5118, nợ tài khoản 337 tạm thu, 3378. Đối với các trường hợp thu nhỏ hơn chi theo quy định của cơ chế quản lý tài chính, đơn vị được phép sử dụng nguồn thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp của đơn vị để bù đắp chi phí thiếu. Kế toán cần ghi nợ tài khoản 611 chi phí hoạt động, có tài khoản 111 tiền mặt, định khoản kế toán hành chính sự nghiệp. 2.19. Trường hợp thu các khoản thuế đã nộp nhưng sau đó được hoàn, được giảm, bên thứ ba bồi thường thiệt hại, tiền bảo hiểm, tiền đền bù được bồi thường, tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng, thu nợ khó đòi của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã xử lý xóa sổ, các khoản nợ phải trả không xác định được chủ. Trong trường hợp này, kế toán cần ghi có tài khoản 711 thu nhập khác, 7118, nợ tài khoản 111 tiền mặt, nợ tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng. 2.20. Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, công cụ nhập kho, kế toán hạch toán có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, nợ tài khoản 152, 153, có tài khoản 111 tiền mặt, Lưu ý, mua bằng nguồn phí được khấu trừ, để lại nguồn ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài, đồng thời ghi nợ tài khoản 337 tạm thu, 3371, 3372, 3373, có tài khoản 366, các khoản nhận trước chưa ghi thu 366123, 36622, 36632, đồng thời ghi có tài khoản 014. Nguồn phí được khấu trừ để lại trong trường hợp đơn vị mua bằng nguồn phí được khấu trừ để lại. 2.21. Trường hợp mua tài sản cố định về đưa ngay và sử dụng, có tài khoản 112, tiền gửi ngân hàng, định khoản kế toán hành chính sự nghiệp, nợ tài khoản 211, 213, có tài khoản 111, tiền mặt. Nếu mua bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn phí được khấu trừ để lại nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài, đồng thời ghi nợ tài khoản 337 tạm thu, 3371, 3372, 3373, có tài khoản 366, các khoản nhận trước chưa ghi thu 36611, 36621, 36631, đồng thời ghi có tài khoản 014. Nguồn phí được khấu trừ để lại áp dụng trong trường hợp nếu mua bằng nguồn phí được khấu trừ để lại. 2.22. Khi mua dịch vụ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, tài sản cố định để dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ, thì giá trị dịch vụ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, tài sản cố định phản ánh theo giá mua chưa có thuế giá trị gia tăng. Nợ các tài khoản 211, 213 nếu mua tài sản cố định đưa vào sử dụng ngay, giá chưa có thuế. Nợ các tài khoản 152, 153, 156 nếu qua nhập kho, giá chưa có thuế. Nợ tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang nếu vật liệu, dụng cụ dùng ngay cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giá chưa có thuế. Nợ tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, có tài khoản 111, 112. 2.23. Khi mua dụng cụ, nguyên liệu, hàng hóa, dịch vụ, vật liệu, công cụ, tài sản cố định để dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp, thì giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phản ánh theo giá mua đã có thuế giá trị gia tăng, tổng giá thanh toán, có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, có tài khoản 111 tiền gửi. Nợ các tài khoản 152, 153, 156 nếu qua nhập kho, tổng giá thanh toán. Nợ tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang nếu dùng ngay cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tổng giá thanh toán. Nợ các tài khoản 211, 213 nếu mua tài sản cố định đưa vào sử dụng ngay, tổng giá thanh toán. 2.24. Khi chi cho các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cho hoạt động thường xuyên, không thường xuyên, cho hoạt động viện trợ, vay nợ nước ngoài, cho hoạt động thu phí, lệ phí, có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, nợ tài khoản 241, 611, 612, 614, có tài khoản 111 tiền mặt. Trong trường hợp mà chi bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn phí được khấu trừ để lại nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài, đồng thời ghi có các tài khoản 511, 512, 514 định khoản kế toán hành chính sự nghiệp, nợ tài khoản 337 tạm thu, 3371, 3372, 3373. 2.25. Trường hợp khi chi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, nợ tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang, nợ tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ nếu có tài khoản 111 tiền gửi. 2.26. Trường hợp chi quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, nợ tài khoản 642 chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, có tài khoản 111 tiền mặt. 2.27. Trường hợp khi thanh toán các khoản nợ phải trả, các khoản nợ vay hoặc chi trả tiền lương hoặc các khoản phải trả khác, có tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng, nợ các tài khoản 331, 332, 334, 338, có tài khoản 111 tiền mặt. Các văn bản pháp luật được sử dụng. Thông tư 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Trên đây sàn kế toán đã chia sẻ với các bạn định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107/2017/TT-BTC. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của sàn kế toán. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo. Sàn kế toán liên tục sản xuất các bài podcast về cách xử lý các tình huống kế toán hay gặp, được xây dựng bởi các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm. Để nghe đầy đủ và nhận thông báo bài podcast mới nhất, mời bạn tải ứng dụng sàn kế toán. Tìm việc làm kế toán ở trên chợ ứng dụng CH Play đối với máy Android hoặc App Store đối với máy iPhone. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài podcast gần nhất trên ứng dụng sàn kế toán, tìm việc làm kế toán.